Hello cả nhà. Let's Kick It Talk Show sẽ trở lại hôm nay cùng với anh Mai Thi Thế, Danny Huy Lê sẽ sàm với quý thị trong một chút xíu thời gian sẽ nói về ba trận trong ngày hôm nay. Ok. Xin mời anh Thế. Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It Euro 2024 do Cinema Studio thực hiện. Và lần đầu tiên thì Mai Thi Thế xin chúc quý vị luôn sức khỏe, có một ngày tràn đầy năng lượng và luôn luôn hạnh phúc với gia đình và người thân của mình. Chào Eric Hiệp, chào Danny Huy Lê. Dạ, xin chào quý vị khán giả, là một ngày nữa trở lại với chương trình Let's Kick It để đồng hành cùng với Euro 2024. Cũng xin được gửi lời chào đến anh Thế và anh Hiệp ngày hôm nay. Ok. Ba trận hôm nay là chuyện đầu tiên là trận gì anh Thế, để cho anh Thế cứ 6 giờ sáng lúc đó mình còn ngủ. Cái này lúc này để cho lúc đó là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng thì 4 giờ là đã tung tăng ra đường. Ok. Mà, xin mời anh Thế. Một trận đấu mà chắc có lẽ là Ba Thi Thế nghĩ rằng mọi người yêu Croatia, đội bóng áo Socceroo và với sự dẫn dắt của Luka Modric, bên các cầu thủ của đội Croatia đã nhiều năm chinh chiến và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho giới mộ điệu, chẳng hạn như là tiền vệ Kovacic, Perisic, Kramaric. Đó là những cầu thủ mà trong nhiều năm qua những cầu thủ đã thành danh và luôn luôn lúc nào cũng được mọi người mến mộ, yêu thương. Thì chắc có lẽ anh sẽ nhường cho Danny Huy nói về một tiền vệ tài hoa Luka Modric của một trận banh sống còn, phải không? Quý vị đang theo dõi chương trình thì chắc cũng đã biết kết quả của trận đấu này rồi, thì đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, khá là đáng tiếc cho những người hâm mộ đội Croatia. Và riêng với cá nhân Luka Modric nói riêng thì có lẽ đây là cái kỳ thi đấu quốc gia cuối cùng của anh rồi, cái tuổi của anh thì cho giải Euro. Thì phải nói là Modric là một cái cầu thủ quá tài hoa đi. Anh bắt đầu tạo lên cái tiếng tăm của mình ở câu lạc bộ Tottenham Hotspur, mặc dù là không có danh hiệu nào hết, nhưng mà sau khi được huấn luyện viên Mourinho mua về Real Madrid thì bộ sưu tập danh hiệu của anh là trở nên nó quá phong phú và phải nói là rất là đỉnh cao luôn. Thì anh cũng đã rất gần chạm được tới cái đỉnh cao là trận chung kết World Cup 2018 với Pháp, nhưng mà có lẽ là với cái tỷ số hòa ngày hôm nay thì cơ hội đi tiếp của Croatia thì nó hơi là mong manh, đúng không? So với một đội Albania thì đã dẫn tới 2-1 rồi mà phút 95 là chỉ còn có một phút nữa thôi hết giờ mà vẫn bị gỡ hòa. Thấy có cái gì nó sai sai chỗ đó không Danny Huy? Nhưng mà nếu mà nói thì Armani hiệp 1 đá hay hơn, hơn hẳn luôn. Không ngờ lại là Armani lại có bàn thắng trước, và khi đội tuyển Armani đã dội gánh nước lạnh vào đội tuyển Croatia thì là các tuyển thủ Croatia đã vùng lên, họ thi đấu rất hay, thi đấu nhiệt huyết và những cái đường truyền từ hai biên cũng như là ngay trung lộ, đội tuyển Croatia đã tấn công rất hay, và cái sự dẫn dắt của Luka Modric và Kovacic ở ngay tuyến giữa tạo các khoảng trống cho ở hai hành lang hai biên, thì một lần nữa cho thấy bản lĩnh của mình. Thì đội Croatia là dẫn tới 2-1, nhưng mà có một điều trong quý vị để ý là ở trong bóng đá hiện đại hiện tại bây giờ, nếu mà ăn một bàn mong manh mà quý vị ngay lúc đó khi các cầu thủ của đội Croatia tương đối đá chậm lại, đá thấp lại và dùng những tiểu xảo như là đụng nằm câu giờ, thì lúc đó trong bóng đá bây giờ cái sự quan sát của trọng tài họ rất là hay, và khi mà cố tình câu giờ, nhưng mà giờ đó không phải giống như ngày xưa là trọng tài đã tính vô đó, nhưng mà mặc dù là tôi nói ví dụ như là
cho bù thêm về 6 phút. Nhưng mà các cầu thủ bị chấn thương hay nằm sân là cái gì trọng tài có thể kéo ra thêm chút xíu nữa. Thì ở trong tình huống là mặc dù đội tuyển Croatia đã chủ động đá thấp lại hòng để kiếm 3 điểm, nhưng đã dồn vào cửa tử thì bất cứ một đội bóng nào họ cũng đều có thể là dồn lên. Biết đâu được là một bàn thắng mang một điểm để níu kéo được cái cơ hội để vào vòng trong. Mặc dù là ở trận cuối cùng gặp đối thủ sừng sỏ, nhưng mà hiện tại bây giờ Albany và Croatia cũng vẫn còn hy vọng. Chưa có đội nào mà phải khăn gói về nước ở lượt trận thứ nhì. Nhưng cho thấy rằng đội tuyển Croatia mặc dù đã đánh giá rất cao, chấp một bàn lên một trái 1/4, cho thấy là đội tuyển Croatia đã nhỉnh hơn, và họ cái kinh nghiệm và cái bản lĩnh của họ hơn đội Albania rất nhiều. Mặc dù Albania ở vòng loại đã nhất bảng và đã thắng thuyết phục với đội tuyển Ba Lan, giành một vé rất thuyết phục vào vòng trong, chứng tỏ Albania không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Bằng chứng là họ đã có bàn thắng trước với lại đội tuyển Ý ở lượt trận đầu tiên. Lượt trận thứ nhì họ cũng vẫn dẫn bàn trước với đội tuyển Croatia, và những gì mà họ đã nỗ lực thì họ đã có bàn thắng rất trễ và có một điểm rất là quý giá. Phan Huy, dạ, anh có nghĩ là một phần bởi vì thật sự mà nói đội hình của Croatia có vẻ hơi già luôn, những phút cuối trận họ cũng không theo trái banh được, cái trái mà hay bị đẩy ra biên là cái hầu như em thấy là không có theo được, hơi đuối. Hàng tiền vệ là ba cầu thủ mà hơi đuối, chủ cột hàng tiền vệ của Croatia ngày hôm nay đều là trên 30 hết rồi. Dạ, mặc dù là các cầu thủ luống tuổi thì họ đã cày ải ở câu lạc bộ rồi, khi không có thời gian kịp bình phục thì mặc dù người ta nói là khó người khó ta, dễ người dễ ta, nhưng mà các cầu thủ trẻ thì cái họ phục hồi nó nhanh hơn. Các cầu thủ lớn tuổi thì họ thi đấu cấp câu lạc bộ, họ thi đấu miệt mài vừa hết một cái giải quốc gia. Những cầu thủ mà thi đấu cho tới chẳng hạn như là ở Real Madrid, mà Luka Modric đã thi đấu là vào tới tận trận chung kết và sau đó là hội quân cho đội tuyển, rồi có những trận đấu giao hữu thì là thể lực của họ không có kịp phục hồi. Thì các cầu thủ luống tuổi đã cho thấy rằng vào những giờ phút chót, mà quý vị thấy rằng trong bóng đá hiện nay là những giờ phút chót, những giờ phút bù giờ rất là quan trọng, và đã có nhiều bàn thắng đã được ghi, và các đội bóng mạnh hơn đã thường thường là hay bị các đội bóng yếu họ vùng lên để họ có bàn thắng. Thì một lần nữa mọi người rất là tiếc nuối, rất tiếc nuối cho đội tuyển Croatia đã thi đấu rất là bản lĩnh nhưng vẫn không dành lời khen ngợi cho đội tuyển Albania, thi đấu một trận đấu rất hay và cơ hội vào vòng trong cũng vẫn dành cho hai đội Croatia và Albania. Đến anh Hiệp có coi, không có coi kịp trận này, nhưng mà anh thấy Albania mà đội bóng mà khá là lạ như vậy mà anh Hiệp, được Croatia thì anh Hiệp là chỉ thuộc dạng yêu thể thao phong trào. Người ta dạy người ta đi coi thì anh Hiệp cứ nằm ở trong chăn ấm nặng nệm êm đó mà ngủ. Xin lỗi là thức dậy không nổi. Thức dậy vừa định dậy cái anh đi đâu dậy à, thì thôi anh đi đâu đó, anh đi đâu đó. Eric nói thôi mình nghĩ thôi ngủ chút xíu tới 9 giờ cũng được thôi. Bây giờ nói chuyện tới trận thứ gì là Hungary, nhưng mà Phan, mình nói với anh Hiệp vậy thôi chứ anh Hiệp làm việc trễ cũng mọi người cũng có một số bạn bè xem thì cũng nói rằng cái những chương trình Mai Thế Thế làm trước đây thì cái hình ảnh và cái ánh sáng cũng như những góc quay, cái set để cho quay không có lạ như bây giờ. Thì cái đó là do các đạo diễn cái camera của các chương trình trước thôi, nhưng mà đã nói tới cinema studio mà ánh sáng hình ảnh mà không hay nữa thì chắc bạn của mình coi như
công tình mình giới thiệu hay là những người khác giới thiệu mà cho các tin qua cho các chương trình cũng như chụp hình mọi thứ thì coi như là Eric thì coi như là vứt đi hả mày? Vứt đi. Chương trình thì quá được. 7145538095 Cinema Studio. Đó là tại sao Cinema Studio đã tồn tại trong một thời gian quá dài. Hơn 30 mấy năm hả mày? Dạ thì cũng 30 năm cơ đó. 30 năm cơ đó thì trong mình trong cái lĩnh vực quay phim chụp hình thì kinh nghiệm thì mình quá dư rồi. Thì nói thẳng là nó như vậy. Nhưng mà làm gì làm thì những cái công việc này mình phải có đam mê. Lúc nào mình cũng phải có đam mê. Các em là mới vô nghề quay phim chụp hình như vậy đó thì anh khuyên là phải có đam mê mới làm được. Tiền thì ai cũng phải cần rồi. Nhưng mà mình phải có đam mê, mình mới có chạy dài được. Ok, một chút quảng cáo cho Cinema Studio. Nhưng mà cái đó là sự thật thôi. Tại vì không những là quay phim chụp hình đám cưới như lúc trước, nhưng mà sau này Hiệp có chuyển qua là edit phim, nhạc, mọi thứ. Mà Hiệp có cái là khi mà lúc mà mình rảnh, mình hay ra đây hai anh em ngồi chơi, dọc phá máy móc. Rồi Hiệp có một cái là cái gì mà ở trên new technology là Hiệp hay là tìm tòa học. I'm trying. Yeah, I'm trying to keep update. So, như gần đây ngoài những cái video mà cho các ca sĩ khó tính mà tới đây quay đó, thì bất ngờ tình cờ đó, tự nhiên sao mình thấy một cái MV mà của ca sĩ gì mà hát hay mà vừa đổi trung tâm qua. Đúng rồi, Hồ Hoàng Yến trời quay ở Cò Bọi Biển hát cái bài đó. Mỗi một ngày Huy có biết, Hiệp có biết không, mỗi một ngày từ ở trên cái chỗ làm việc của Thế hay là Thế về nhà hay là trong phòng tắm gì, Thế mở một cái bài đó tệ lắm là cũng phải hơn 10 lần cứ mà cái cảnh mình không biết là view. Nhiều khi chắc anh Hiệp cũng không phải thích thì thu nhập vào những cái khoản này, nhưng mà cái đó là cái đam mê, mà cái đó mà một trong những cái mà mọi người rất là thích. Thì không hiểu tại sao mình lại thích quay cái cảnh biển, ca sĩ hát bằng một cái chẳng hạn như là một cái quần jean, cái áo sơ mi rất là bình thường nhưng mà lại hay. Còn nói gì mà quay Diễm Liên thì khỏi nói rồi. Gà nha. Ok, thôi mình nói mấy cái này quá, dân chơi nó ghét. Đó có gì đâu, chương trình của mình mà. Tại vì mình làm chương trình thì sẽ có người thích và người không thích. Nhưng mà đôi khi chương trình của mình thì xin lỗi quý vị, chương trình của chúng em cũng cho chúng em quảng cáo các nhà tài trợ của chúng em chút xíu. Thì một lần nữa thì Ma Thi Thế cũng đại diện cho Eric Hiệp, Danny Huy cũng như Hoàng Long. Thì cảm ơn nhà tài trợ chủ nhân là anh Nam, Number One Auto Compressor, đã luôn ủng hộ cho chương trình của Ma Thi Thế và các anh em nói chung, hay là giải bóng đá của Lido Sài Gòn trong nhiều năm qua. Một lần nữa cũng cảm ơn các nhà tài trợ. Mình hôm nay quý vị cũng thấy là tiếp theo, hôm nay hai anh em đều quyết định mặc áo Đức. Đức thắng. Đơn giản vậy thôi, chứ đi thì Đức thắng là áo Đức luôn. Cái áo Đức này là áo Đức này là áo Đức cũ. Đúng rồi, áo Đức này là của Euro trước. Nhưng mà áo Đức mới chưa có, hiện tại chưa có. Replica thì có. Tại vì cũng 4 sao. Replica thì có nhưng mà authentic thì chưa có. Nên hôm nay Đức ra sân với cái bộ áo màu tím. Ồ, màu tím đẹp, áo tím đẹp. Nói chung là màu tươi tươi, hồng tím tím là anh Hiệp khói à. Hồi sáng vô công nhận Đức design đẹp, nhưng mà có cái lạ là năm nay là cái giải cuối có thể là Đức sẽ đổi nhà tài trợ. Đúng rồi, không, đổi nhà cái đó là confirm luôn rồi. Đức sẽ đổi nhà tài trợ sau một khoảng thời gian rất dài, hãng Adidas tài trợ cho đội tuyển Đức. Cũng như Mercedes tài trợ, thì kỳ này áo đấu giải khách sắp tới thì áo đấu của đội tuyển Đức sẽ đổi qua Nike. Nike luôn, ok, confirm là Nike luôn, ok. Nhưng mà thật sự áo Adidas mà tuyển Đức phải nói là rất là nhiều cái chiếc áo mà đặc trưng mà lịch sử luôn á. Có rất là nhiều cái design của Adidas làm cho Đức phải nói là đồ của Adidas tài trợ cho các đội bóng rất nhiều, nhiều cái mẫu áo rất đẹp.
Nhưng mà Nike sau này họ ra cái design Nike cũng rất là bắt mắt. Của Bồ Đào Nha, Nike rất là. Yeah. Thì những cái áo mà lúc làm chương trình từ trước tới giờ thì may thấy giữ rất nhiều, nhưng mà vừa rồi thì có sửa nhà, dọn nhà nên dời qua nên không có tìm ra được, thì tình cờ gặp được cái áo này thì bận luôn, chứ không phải là Đức Thắng mà em bận. Cho Eric một chút xíu ý kiến. Hình như thấy cái áo này xà bông anh thấy mua ở Costco hay sao mà nó mấy cái giặt, áo đồ thể thao nó rút hết vậy anh thấy. Mấy cái áo đồ thể thao của em dạo này cái máy sấy nó sấy tốt lắm hay sao mà áo nó rút. Hồi xưa em bận cũng vừa lắm mà sao bây giờ em thấy bận nó hơi ôm xíu, chắc tại máy sấy ở nhà này, máy sấy ở nhà bé. Thôi anh thấy thở tự nhiên nên thế sơ kề anh thấy. Bé giặt đồ ở nhà sấy hơi lâu. Ok, tỷ số hôm nay là như thế nào vậy anh thấy? Tỷ số đó là một trận thắng 2-0, một trận thắng 2-0 vừa đủ, nhưng mà Mati thấy thấy rằng đá vừa hay vừa hiệu quả vừa đủ, nhưng mà vẫn vẫn đâu đó cũng chưa thỏa mãn được cho một số anh em của giới bộ điệu, thì nên đối với Mati thấy là một trận thắng 3 điểm để bảo toàn lực lượng và để huấn luyện viên có những cái toan tính cho các trận đấu kế tiếp. Đó là một việc mà Mai Thế nghĩ rằng trong bóng đá hiện đại, đi một đoạn đường khá dài cho từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng, thì là ông phải toan tính những gì, những mình phải thi đấu với đội hình làm sao, các loại cầu thủ thi đấu tới phút bao nhiêu thì đi ra, khi đã có bàn thắng rồi để bảo toàn lực lượng, hay là các cầu thủ đã bị dính thẻ thì thi đấu phải bớt hơi năng nổ lại, hay là có những vào pha ác ý thì phải phần cần cẩn thận. Nên mà tôi nghĩ rằng đó là những gì mà ban huấn luyện và ông huấn luyện viên Nagelsmann ông đã tính toán phải không Benny? Dạ đúng. Một trận thắng mà phải nói là rất là vừa đủ, mà Đức thì cơ hội hôm nay cũng khá là nhiều, nhưng mà cơ hội rõ rệt thì thật sự cũng không có nhiều. Cơ hội chuyển hóa bàn thắng là 1.48 mà ghi được 2 bàn thì là cũng Tonico của em sao? Tonico hôm nay thì vẫn là với một cái tỷ lệ đường truyền là 89%, đường truyền tới 135 đường truyền, lượng mà thành công là 124 đường truyền. Nhưng mà có lẽ hôm nay xuất sắc nhất chắc là sẽ không ai, không có nhiều người nhớ đến Tonico, nhưng mà chắc phải nhắc đến tiền vệ của Barcelona là Gundogan. Đội trưởng. Một cái trận đấu mà phải nói là Gundogan anh có những cái pha chạy off bóng rất là hay, rất là hay. Và Gundogan cũng có cả một bàn thắng riêng cho mình luôn. Yeah. Trận đấu quá tốt của anh. Yeah. Một kiến tạo một bàn thắng luôn. Yeah. Chắc có lẽ là sau hai trận thi đấu chính thức với chiếc băng đội trưởng thì những drama sau khi huấn luyện viên đã trao chiếc băng đội trưởng cho Gundogan thì trận đấu ngày hôm nay coi như là đã xoa dịu hết tất cả, và một lần nữa cho thấy đôi cánh của đội tuyển Đức thi đấu rất hay, và Musiala vẫn là cầu thủ đã là ấn tượng nhiều nhất. Thì có nhiều người có hỏi là liệu đội tuyển Anh có tiếc hay không, nhưng mà tiếc hay không là do cầu thủ Musiala Musiala lựa chọn thôi. Tại vì Musiala thì cũng không có dòng máu gì của anh, khi mà mẹ là người Đức, ba chỉ là người Nigeria phải không, thì mẹ thì qua Đức, mẹ qua Anh thi đấu, mẹ qua Anh làm việc, anh ở bên Anh lớn từ nhỏ đi học và thi đấu cho các giải trẻ, là đôi bạn rất thân của Bellingham. Nhưng mà khi đá cho về Bayern Munich thì được chọn vào tuyển Đức, thì dĩ nhiên một bên Đức bên Anh thì Musiala đã từng khoác đáo đội U của lứa U của tuyển Anh, của nước Anh, nhưng mà anh đi từ chuyển nhượng từ Chelsea qua Bayern Munich khá là sớm, cho nên anh quyết định chọn Đức cái thi đấu cho mình luôn. Cái gì không phải là của mình là của mình, không phải là của mình thì thôi đừng tiếc nuối. Nhưng mà một lần nữa chúc mừng như là các giải năm nay, đội đầu tiên chính thức lọt vào vòng tiếp theo. Chính xác. Yeah. Thì đội tuyển Đức thì họ hoàn toàn xứng đáng thôi, nhưng mà đội Hungary tới giờ này
Hungary thì cũng vẫn còn. Thì Hungary đã hai thua rồi, nhưng mà hai thua một cái đội tuyển Thụy Sĩ thì là bốn, đội tuyển Thụy Sĩ ba điểm thì em nghĩ chắc hơi khó, ít nhất đội tuyển Thụy Sĩ thì là bốn điểm, đội tuyển Scotland là một điểm, biết đâu trận cuối cùng Hungary và gặp Scotland chắc chắn là chỉ đứng hạng ba thôi, không thể nào mà... Nhưng mà tại vì thành ba đội, ba đội thứ ba mà nó có bốn đội, bốn đội thứ ba có thành tích tốt, biết đâu được Hungary sau một trận thi đấu như những năm trước thì chưa có yeah, vẫn chưa đội nào Thụy Sĩ không thắng thì coi như là cũng khó để mà rồi thì coi như là đã tính như vậy rồi, cái đã an bài như vậy rồi thì ở trận cuối cùng. Dạ, trận cuối cùng thì phải trận đấu thì như ngày hôm trước thì mình cũng nhận định một trận đấu ngang tài và cuối cùng kết quả ra thì cũng đúng nghĩa là ngang tài. Và cả hai theo em thấy ngày hôm nay Scotland đã tốt hơn hẳn so với trận đầu tiên, cả hai đều có cơ hội cho chiến thắng cho mình nhưng mà kết quả thì là 1-1. Theo anh thấy là có hợp lý không, hay là theo anh là một đội nào nên thắng không? Theo em thì thấy cái trận đấu hôm nay kết thúc với tỷ số 1-1 thì khá là hợp lý với cái đúng số rồi. Cơ hội của cả đúng. Hai đội được rồi. Hai đội đều thi đấu ăn miếng trả miếng thì họ vào trận đấu thì họ đã xác định rằng là nếu mà chiến thắng thì hy vọng vào vòng trong thì nó nhiều hơn, nhưng mà một trận huề thì cũng không phải là cái gì nó tai hại lắm. Một trận huề thì coi như là họ có một điểm, Scotland vẫn nuôi hy vọng tiếp. Nói chung là đội một điểm thì là đội tuyển Thụy Sĩ đã coi như là chính thức đã là có vào vòng trong, cái đó là chắc chắn là không thể nào số của Scotland hơi kém. Nhưng mà một trận đấu mà cho thấy rằng Mai Thi Thế vẫn nhìn vào cái sự thi đấu năng nổ của Sicari khi mà số bàn thắng quá đẹp luôn. Tại vì quý vị đừng nghĩ rằng là các cầu thủ luống tuổi về MLS của Mỹ là coi như là dưỡng già nha, cứ nghĩ thì sao cũng được, nhưng mà những gì anh đã thể hiện trên sân bằng một cái pha dứt điểm mà nó cái nhạy cảm, cái độ mà cái cảm giác banh của ảnh rất là hay. Khi mà ảnh nhận được bóng là chỉ cần một cái cú sút bất ngờ. Đó là tại sao mà trong những năm mà Sicari đã thi đấu ở Bayern Munich mà mọi người rất là yêu thích là đó là như vậy. Thì một cầu thủ mà vào sân là coi như là không cần biết mình là ai. Anh thi đấu rất hay, luôn luôn để lại cho người xem những cái tràng pháo tay tán thưởng cho anh. Thì một lần nữa cho thấy rằng đội tuyển Thụy Sĩ xứng đáng là có một chiếc vé thứ hai mà như mọi người dự đoán từ lúc đầu, đó là đội tuyển Đức, đội tuyển Thụy Sĩ là sẽ có hai chiếc vé vào vòng trong, và chiếc thứ ba sẽ là một cái sự cạnh tranh giữa đội tuyển Scotland và đội tuyển Hungary. Và cái trận đấu này thì em thích nhất là không chỉ ở cái sự đôi công mà em thích nhất là cái VAR mà làm việc vị ngày hôm nay. Tại cái trận đấu này rất là nhiều tình huống việc vị bàn thắng của cả hai đội luôn, vừa Scotland vừa Thụy Sĩ, mà cái công nghệ mà semi auto VAR cho cái việc vị nó quá tốt. Hy vọng là sẽ được áp dụng vào giải Ngoại hạng Anh năm nay, bởi vì ở Ngoại hạng Anh thì mỗi lần mà bắt việc vị nó quá lâu đi mà thật sự cũng không có chính xác nữa, bởi vì họ vẫn sử dụng, mặc dù là công nghệ VAR có vẽ đường line này nọ nhưng mà họ vẫn sử dụng cái yếu tố con người nhiều hơn. Đúng. Còn cái này là máy lên là phải đúng thôi chứ có nhiều không người có cách nào mà thoát được. Có nhiều người mắc cười, có nhiều người cũng nghĩ hơi viển vông, có nhiều người nghĩ hơi đầu óc hơi phong phú quá, nói này Photoshop với hình mấy hồi nói khi mà họ đã đưa cái tính trung thực lên hàng đầu thì là quý vị quên những chuyện đó đi. Tại vì nếu nghĩ cho cái đội mình thích bên kia mà bị việt vị rồi đã có bàn thắng thì liệu cái đội bên này họ đã bắt việt vị rất hay là họ không đáng thua cái bàn thắng đó mà lại oan ức cho họ thì sao? Nên ở trong bóng đá hiện đại thì fair play lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, thì những cái mà quý vị có thể là suy nghĩ như vậy nhưng mà chắc không có xảy ra đâu phải không?
Nếu nói về Photoshop á, thì mình đây rành cũng lắm. là một trong những ngứa miệng nói nhắc tới Photoshop là thấy ngứa miệng, mình phải nói là không tài nào mà không Photoshop mà lẹ như vậy. Mình tung cho anh ấy. Dù cho mình làm AI hay bất cứ cái gì ở Photoshop, there's no such thing, my friend. Nói Photoshop coi như là để cho mình gỡ ghẹ, cho mình đỡ tức thôi, chứ thiệt ra there's no such thing. Right. So, xong ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai đó. Rồi, không cần biết, anh thích ai thì nói trước, Ý hay Portugal hay Spain hay cái gì đó, ngày mai cứ việc nói. Tiếp tục. Ngày mai, ok, tôi chọn đội cửa dưới của tôi, Slovenia. Slovenia, dạ. Slovenia là sẽ trận sớm nhất, 6 giờ sáng ở bảng C sẽ có trận đấu với đội Serbia. Là cũng hai đội, Serbia thì thua nhưng mà Slovenia thì cũng đã có một điểm rồi. Thì đối với trận này thì Serbia là buộc phải thắng, còn Slovenia thì họ hoàn toàn có thể toan tính để cho lượt trận cuối họ gặp tuyển Anh, đúng không? Slovenia gặp ở trận trước là Slovenia có bàn thắng gỡ đẹp quá. Đúng rồi, dạ, rồi Đan Mạch tự nhiên đang đá hay, có một bàn thắng tự nhiên lại đá chạm đá thấp, cũng là đá chạm đá thấp để bảo toàn chiến thắng đó. Cố gắng làm sao mà cứ kêu tham mà từ từ để mà cho hết giờ. Thì trước tình huống ghi bàn là đã có một cú là cảnh báo bom suốt hai cái bóng quá đẹp. Theo Rick thấy đang đá ngon cơ mà tự nhiên cứ lo rồi về thủ đá đi đá đúng đúng đá đi đá chậm lại đá ngon cơ mà cứ về thủ tự nhiên là bắt buộc thủ để thủ được bao lâu. Tự nhiên cái tay đừng đá, không có đâu quý vị. Cái đó là những cái đội bóng họ cũng tính toán hết rồi, nhưng mà ngày nay mà đá banh muốn phòng ngự đè người ta, đá trên sân người ta, ngày hôm nay là cứ đá cho người ta, cứ đè người ta, cứ đá chứ đừng có để mà cứ đá cầm chừng hay là chuyền banh ngang chuyền banh về. Trong bóng đá mà chuyền banh ngang rất là nguy hiểm, chuyền banh ngang mà mình chỉ cần chuyền năm ba trái đúng thôi, chứ chuyền một trái ngang mà họ mà bắt bàn cái họ đạp xuống cái phản công. Khi mà mình ở trong cái thế mà mình dâng lên hay là mình đứng cự ly đội hình nó không có thích hợp, tại vì trong bóng đá mà anh cự ly đội hình phải di chuyển, lúc nào cự ly đội hình cũng phải giữ cho nó đúng, rồi xong rồi những cái bài miếng mà người này chạy đi đâu người kia phải di chuyển như thế nào, thì là cái đó là những cái bài miếng của huấn luyện viên. Nhưng mà lúc mà bị mất banh rồi hay là vừa dâng lên sau lưng một cái khoảng trống mênh mang đó là dễ bị khai thác, còn mình phải đá mình đè. Tại sao mà có những người mà mình đá ngay cái biên đó mình yếu hơn mà mình không chấp nhận phòng thủ, là tại sao? Là anh phải đè lên đá người ta, phải ép người ta về, anh ép người ta về phần sân kia để thời gian mà họ thoát pressing lên, họ triển khai tấn công lên, thời gian nó chậm hơn, thì là cái đồng đội của mình có lui về hỗ trợ phòng ngự được. Nhưng mà trong một ngày mà quý vị thấy rằng những cú sút xa, những cú nã đại bác ngày này đá rất rất đẹp. Giải năm nay là sút xa nhiều, hôm nay hai bàn thắng của Sót lần với Thụy Sĩ, cũng lại một lần là sút ngoài vòng cấm. Mặc dù bóng là máng vào người đổi hướng thì, nhưng mà chẳng hạn như Gaspo cũng anh cũng sút, nhưng mà anh đã có ý định anh sút rồi thì chủ môn Michael anh đã đón đúng hướng, nhưng mà bóng đó lệch qua thì chịu thôi. Thì Slovenia vẫn là một đội bóng mà đem tới cho giới thượng ngoạn nhiều thú vị, cũng giống như là Slovenia của Euro 2020. Nhưng mà vậy ngày mai thì cái trận Serbia với Slovenia thì chênh lệch như thế nào? Ý là điểm sao đó. Tại vì đôi khi tụi em cũng hơi nói chung là tụi em cũng thuộc dạng phong trào, thông tin nó cũng ít ỏi, nên tụi em cũng phải dựa vào một cái gì đó để cho biết rằng cái lực lượng của hai bên như thế nào.
Serbia ở một cái giải đấu ngay cái thế của hừng hực của Slovenia như vậy mà Serbia vẫn chấp Slovenia 3/4 trái banh. Yeah. 3/4 trái banh là nhiều lắm. Tại vì ngày nay tại sao mọi người có nhiều người họ khó nhận biết là ô tại sao hồi trước chỉ nửa trái, một trái rưỡi, hai trái mà bây giờ là tại sao lại phải có 1/4 rồi nửa trái rồi 3/4 một trái, là tại vì 1/4 là sao, là đội chỉ chênh lệch nhau chút xíu, khoảng 1/8, 1/10 hay là cái gì đó họ chấp lên chút xíu. Còn khi mà đội bóng mà chẳng hạn như đội bóng của anh đến đá với đội bóng của Huy mà anh chấp nửa trái là coi như là cái trình độ là đã nhỉn hơn rồi, khoảng 3/4 là cũng nhỉn hơn, của cái sự nhỉn hơn nữa, nên 3/4 trái banh thì là cho thấy đội Serbia được đánh giá cao hơn. Nhưng đừng quên rằng ngày hôm nay đội Croatia từ chấp một trái lên 1/4 trái banh đó, rồi xong cũng có một trận hòa. Thì em nghĩ là tại vì theo em là bởi vì Serbia ngày mai là số 10 Tardic, Dusan Tardic sẽ trở lại được đá xuất phát, bởi vì trong trận gặp tuyển Anh á, thì anh không có đá chính. Nếu mà anh nhớ là Tardic là cái cầu thủ mà đã từng ở trong đội Ajax mà cái mùa của Erik ten Hag đã vào đến trận bán kết, và anh một cầu thủ đá rất là tốt. Cái mùa thì cái trận đầu mở màn anh đá dự bị, anh có vào sân khoảng 20 phút cuối, nhưng mà em nghĩ ngày mai anh sẽ start, cho nên là Serbia ngày mai có Tardic thì có vẻ sẽ mạnh hơn. Một cầu thủ hay, một cầu thủ mà cách đây vài năm là đã làm cho mọi người rất là mê trong cái đội bóng Ajax, mà đã đưa tên tuổi của ông huấn luyện viên Ten Hag lên là một huấn luyện viên mà nổi, giống như là nổi của năm đó. Các cầu thủ sau cái mùa giải đó là các cầu thủ của Ajax đã được có những cái hợp đồng béo bở, và Tadic là một trong những cầu thủ mà đem đến thành công. Thì tại sao một cầu thủ hay như vậy mà không được sắp đá chính, mà phải đợi trận thứ nhì ở một trận banh mà có thể rằng mang tính quyết định cho đi tiếp? Vì chấn thương hả? chấn thương mà trận đầu tiên đá không được, trận hai đó không lẽ nuôi à, giữ quân giữ gà son vào. Thì vẫn có nhiều cầu thủ để ở một trận banh đó gặp cái đối thủ kia. Ông huấn luyện viên ông dùng người như thế nào, trận kế tiếp ông dùng người như thế nào, đó là những cái toan tính của huấn luyện viên. Có thể là biết đâu được có một cầu thủ vào sân thi đấu mà anh có thể đem lại cái sự tỏa sáng của anh sẽ là cái sự quyết định cho cái trận đấu đó. Thì là đó là tại sao mà có lẽ là Daniel Huy vừa nói rằng là có thể lên 1/4 trái banh. Mà cứ xem. Rồi. Một con én chắc gì để làm nổi mùa xuân. Anh nghĩ là Serbia sẽ thắng được. Anh đã nói rồi. Slovenia. Vừa lọt trận đầu tiên là thích Slovenia với lại Romania. Hai đội bóng thi đấu cửa dưới mà thi đấu hay. 9 giờ. Trận thứ hai của bảng C. Đó. Trận của người em nói. Người yêu thương. Mời. Mà ngày mai là đối với Danny là một fan của Manchester United thì cũng hơi khó xử. Tại vì ngày mai là có tới 4 cầu thủ đang ở trong biên chế của Manchester United sẽ gặp nhau. Là ở bên Đan Mạch thì sẽ có tiền đạo trẻ là Rasmus Højlund. Và tiền vệ thì quý vị cũng biết rồi, người tài hoa là Christian Eriksen sẽ dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch và đá trận thứ hai gặp tuyển Anh. Thì có Kobbie Mainoo cũng như là Luke Shaw. Mặc dù hai cầu thủ này thì em không nghĩ là ngày mai sẽ đá chính đâu. Luke Shaw thì chưa có khỏe hoàn toàn, và có lẽ ngày mai thì ngày mai hy vọng, thật sự đây là một rất là hy vọng là sẽ không có, em sẽ không có thấy Trent Arnold đá tiền vệ nữa, mà hy vọng sẽ là Gallagher. Bởi vì Gallagher thì sau khi mà thay Trent vào thì Gallagher đá em có một cảm giác an toàn hơn ở cái vị trí số 6. Một đội bóng, một huấn luyện viên mà khi mà thắng có được 3 điểm ở trận mở màn mà đầy các sự chê bai, chỉ trích thì không hiểu tại sao. Thắng là thắng, đối với Man United thắng là thắng. Thắng đẹp, thắng xấu, thắng gì toan tính gì không còn biết. Thắng 3 điểm ở trận đầu tiên, cho dù không có thỏa mãn theo cái sự yêu thích của mọi người hay là làm sao mà cho vừa lòng người. Ông cũng có nhiều cái lựa chọn của ông cũng rất đau đầu khi mà Phil Foden thi đấu không đúng vị trí sở trường,
hay là Arnold không đấu, không thi đấu như vị trí sở trường, nhưng mà liệu ông có thể sắp hai cầu thủ này mà ngồi ở một trong hai ngồi dự thế dự bị hay không? Nếu mà ông sắp mà không thành công, hay là sắp nha đội thắng nha cũng còn bị nói, huống chi là sắp mà còn không thành công, ở rất là đau đầu khi một đất nước mà có nhiều tài năng ở hiện đại. Hiện tại bây giờ đội tuyển Anh mà những cầu thủ mà ở nhà là có thể là làm nguyên một đội mà rất hay để đi vào vòng trong chứ không phải chơi, nên rất đau đầu. Nhưng mà mọi quyết định thì nên dành cho huấn luyện viên sự tôn trọng. Ông có cái sự quyết định của ông, thắng hay thua gì ông là cái người chịu trách nhiệm. Nên đối với Man Utd là sau những gì mà đội tuyển Anh đã thi đấu ở trận đầu tiên thì phải có sự chỉnh sửa và làm sao thi đấu hợp. Khi mà Arnold không đá được ở tiền vị trí, ở tiền vệ trụ và không có hợp, không có hợp với lại đối tác của mình thì không phải ngay vị trí sở trường, nên ông phải làm sao. Dĩ nhiên là Kyle Walker là không có đá dự bị rồi đó, cái đó là chắc chắn, cái đó là một cái hậu vệ là chắc chắn, là phải màn hậu vệ của đội tuyển Anh đá rất hay, đá chắc chắn không có gì hết thì là vẫn khó. Trippier từ biên phải, ông đưa qua biên trái đó rất là tròn da, rất là tốt. Mặc dù Arnold không hợp ở ngay vị trí đá với Rice, nhưng mà là mọi người vẫn nhớ một Philip. Nhưng mà liệu làm sao có cái người đá hợp, trong thời gian qua họ không còn cái phong độ như xưa nữa, thì phải kiếm một người thôi. Henderson hoặc là Kevin Phillips, mà cả hai cầu thủ này là mùa rồi đều không có thi đấu. Henderson thì đã lớn tuổi, không còn đá ở cái giải đỉnh cao. Phillips thì không còn là chính mình nữa nên rất khó. Thì liệu sau những gì một người đá thấp, một người đá cao, hay là có thể ông để cho một người đá lệch, hay là đá một người đá hơi mỏ neo chút xíu. Nhưng mà rất khó, tại vì hầu như chắc có lẽ là đá là 4-2-3-1 hay là, trong khi đá chỉ có một ít trận là thấy huấn luyện viên bố trí đội hình là ba tiền vệ dân ngang thôi, ba trung vệ dân ngang, nhưng mà hai hậu vệ biên giống như họ đá tiền vệ, hai cánh họ cứ lên xuống dọc cái hành biên, họ tấn công thì họ thoát ra, họ lên như là đôi cánh lên, thì là tiền vệ họ bó vào trong, thì hai tiền vệ biên họ lên, lúc mà về thì họ bóp về thành một cái chữ V, thành ba trung vệ ở trên, họ đá thi đấu rất là chắc chắn. Nhưng một đội banh mà nên nhớ Đan Mạch không hề kém cạnh. Đan Mạch mặc dù cái giải trước đã thua, khi mà cái ở sự đôi trước là cái vòng loại đó, trực tiếp là tuyển Anh đã thắng Đan Mạch 2-1. Vô trong sau thì sao? Yeah. Rồi lúc mà Euro trước thì không còn Ericsson nữa thì cũng ấy, nhưng mà bây giờ là đội tuyển Đan Mạch, mặc dù là họ đã coi như là gặp cái trận vừa rồi là coi như là bị gỡ lại, cũng như là accident đó. Nhưng mà đội Đan Mạch là một đội rất là kinh nghiệm và kỷ lục, thì đội tuyển Anh cũng không dễ áp đặt lối chơi của mình trước một đối thủ rất là vậy là ngày mai tỷ số anh Danny với anh Thế nó như thế nào? Hiện tại thì là tuyển Anh vẫn đang nửa cho bằng, đúng không? Ngày mai tuyển Anh nửa cho bằng vậy là mình là sẽ theo anh thấy là có hợp lý không, cái line nửa cho bằng đó là theo anh có hợp lý không? Mình thấy rằng nửa trái banh rồi xong nó lên 3/4 trái banh, đội tuyển Anh cái line chính của nó là 3/4 trái banh, nhưng mà nói chung là cái chắc thế, nói cái này là cũng có một số anh đã từng làm chương trình với Thế, rất là thực tế, có một hai anh rất là thực tế, họ cứ nói theo cái kiểu mà của cái giới cá cược ở ngoài đó, nên có nhiều người họ không có nhìn vào cái thành tích đội, hay là ông lớn ông nhỏ hay vô trận đó, thực lực trận đó, trước trận đó, cái trận trước đó, cái đội kia đá như thế nào là họ rất là thực tế, họ đánh rất hay. Nhiều người ta nằm ở cửa dưới, mặc dù là cái đội hơn, mà đừng có thấy mà ao 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 ngày nay
ngày nay là thấy cửa trên cũng đâu phải là trọn vẹn gì đâu. Ngày nay là ba trận cửa trên là ba trận cửa trên là rớt gần cả một cái bóp rưỡi chứ đâu có chơi. Chứ mình đừng có thấy bóp gì anh thôi, bóp gì anh thôi. Em không biết bóp gì thì mấy chị biết ha. Mấy anh thắng thì mấy anh sắp bóp gì cho mấy chị cho đẹp, còn mấy anh thua thì không biết làm sao. Nhưng mà cái đó là rất là thực tế. Tại vì tụi em nói là tụi em nói là dựa trên những gì mà tụi em biết được là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những gì mà tụi em lắng nghe, ngồi lại những chia sẻ của các anh lớn, các anh có kinh nghiệm sống rất nhiều, mà tụi em thì Eric Hiệp cũng như Mai Thị Thế và một số anh em thì có những người anh cái từng trải của họ, họ chia sẻ, họ chỉ dạy, nên tụi em lắng nghe nhiều cái tụi em, cái đó là sự thật. Nên 3/4 chiếc banh ai cũng nghĩ là vào đội tiếng Anh ít nhất là ăn nửa kèo. Vô đây rồi biết. Thật sự em là fan tiếng Anh, nhưng mà ngày mai thì thật lòng mà nói là em nghĩ Đan Mạch hoàn toàn có thể hòa. Em không nghĩ là tiếng Anh sẽ thua, nhưng mà sẽ rất là khó để thắng. Em nghĩ là hòa ngày mai. Ở đó tiếng Anh thì đối với em thì ngày mai tiếng Anh nếu mà hòa Đan Mạch thì cũng không phải. Ngày mai á, đội tiếng Anh chắc chắn là Harry Kane sẽ thi đấu rồi. Phải có một cách nào đó vậy. Nhưng mà cái bước chân của ảnh, mình nhìn lại cái bước chân của ảnh, không còn thánh thoát như xưa, không còn thánh thoát như là 2 năm trước, 2-4 năm trước, khi mà mặc dù anh thi đấu rất là thành công ở Bayern Munich nha. Nếu như vậy thì hôm qua mình quay trở ngược lại Ronaldo rồi sao? Hay giữ Ronaldo vậy, đâu có thay Ronaldo được. Em đã nói Ronaldo, liệu ngày hôm qua Ronaldo ở trong đó thi đấu rất năng nổ, rất khỏe, những cái bước chạy của Ronaldo là nên có đúng không? Vẫn nên. Dĩ nhiên Harry Kane nên có, nhưng mà khi mà anh đã mệt, mình thấy là Harry Kane dạo này hay tương đối di chuyển rất mệt. Mặc dù anh chơi ở vị trí chim mồi, anh có cái bàn thắng mà anh rướng, anh đổi đầu, đổi sang ngang thì, nhưng mà khi mà anh di chuyển ra, anh di chuyển tương đối dạt ra hai biên chút xíu để tạo khoảng trống thì là vẫn không như trước. Nên hiện tại bây giờ trời, một Watkins thi đấu rất hay, và cái sự đánh hơi bản năng sát thủ trong cái giải vừa rồi, mình phải xài những cầu thủ là đang có duyên, những cầu thủ là đang phong độ đang lên, những cầu thủ là đang huấn luyện viên là tại sao trong những cái năm đó. Mình nói hơi chút xíu về tâm linh chứ. Có những cái năm mà có những cầu thủ họ không phải là họ. Năm trước họ thi đấu có thể là không hay dạng trung bình khá đâu, có một cái năm sau họ thi đấu rất hay, mà một chuỗi các trận của cái giải họ thi đấu hay, mà cầu thủ là sao không bị dính chấn thương. Thi đấu hay, họ hồi phục thể lực rất hay, thì những cầu thủ đó huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trong một cái giải đấu lớn kế tiếp họ sử dụng những cầu thủ đó thì có thể là cái tỷ lệ thành công nó nhiều hơn. Yeah. Rồi trận kế tiếp là trận ý kế tiếp là trận hai thôi, phải mời Eric cái đó rồi. Mình thấy cứ giải đấu lớn là cái khả năng mà Ý gặp Tây Ban Nha nhiều lắm nha. Tại vì 2006 hay 2008 mình thấy có người lang láng vặn áo Tây Ban Nha đó. Mời người nào yêu Tây Ban Nha nói đi nha. Rồi ok, trận kìa. Eric có thể nhận định riêng của Eric thôi. Thôi để anh Thế với Huy nói đi. Mình nói bậy bạ bất công thôi, người ta cười đó thôi. Thế nói đi. Ý với Tây Ban Nha thì cả hai lượt trận đầu đều thắng. Ý thì có vẻ hơi khó khăn hơn, nhưng mà chúng ta cảm thấy là sau khi mà bị ghi bàn trước từ Albany thì Ý dồn lên đá rất là mạnh. Cảm thấy là cái hiệp 1 đó Ý có thể hoàn toàn ghi hơn nhiều hơn 2 bàn. Thì cái trận đấu này phải là một trận đấu, nếu mà để bị xem vui thì sẽ là một trận đấu rất là đáng xem. Còn nếu mà trận đấu bị xem mà để hơn vui xíu thì hơi phải suy nghĩ lại cái cách mình xem ngày mai lúc đội hình ra sân như thế nào này nọ. Bởi vì cả hai đội đều đã có chiến thắng thì họ sẽ có đều có hoàn toàn có khả năng toan tính mà có thể sẽ đá cầm chừng. Một trận đấu mà hai đội em không nghĩ là có cần gì mà phải đá mạnh ngay từ đầu, và hai đội có thể đá dầm chừng coi tình thế như thế nào để mà quyết định cho hiệp 2. Kể tám lạng người nửa cân.
như phải nói là Tây Ban Nha thì vẫn anh Hiệp là đang anh Hiệp đang hướng anh Hiệp đang hướng Tây Ban Nha nói đi Hiệp à. Như nghĩ là mà ngày mai ai cũng giữ chân lại hết á. Nói thì là đá anh giữ chân lại à? Cột chân lại à? Cột chân lại sao chạy anh Hiệp? Đã giữ và sức. Và một phần nữa là Croatia cũng Croatia đâu đây quê nữa. Croatia đúng, chính xác, chính xác là Ý với Tây Ban Nha có tính hết rồi, cũng rộng rãi hơn. Yeah. Huy này cho làm phụ tá tính điểm phụ tá tính điểm nào phải Huy này là một Huy này là một trong những người quý vị có biết là Huy biết Huy cũng ra chơi đá banh cũng với mấy anh em nghệ sĩ, biết Huy cũng làm cho các đài khác, biết Huy cũng làm chương trình thể thao cho một số đài khác. Nhưng mà Huy có một cái nhìn của cái người mà yêu bóng đá thật sự, và một cái người rất để ý từng chi tiết, những cái mà những cái chỉ số, kể cả những cái chỉ số của cái người đó sao Huy cũng đều để ý. Rất là thích, và đặc biệt là trong những năm gần đây, hồi xưa thì như mình hồi nhỏ mình coi đá banh thì mình thích đội này đội kia, thích chứ bây giờ em chứ bây giờ em lớn lắm mà lên hình ảnh của Cinema Studio nhìn mấy người nói trời bé đó sao mà em, mới 18-19 tuổi nó trời có vợ con rồi đó. Hai vợ một con em đi cây xăng em mua vé số mà em còn bị card mà em cứ hỏi kêu đưa ID mà đúng rồi cây xăng là phải vé số, cây xăng là phải có ID, mua vé số phải ID, vé số phải ID, nhưng nhiều đâu cần đúng rồi em chỉ có update thông tin đá banh thôi, em chưa update vào thông tin của lottery, em mua vé số là em phải có đưa ID scan nha. Nhưng okay. Mà cái người khó tính. Yeah. Ờ, ngày mai Eric cảm thấy giống như là có cơ hội huề nhiều hơn đó. Huề hả? Ừ, huề. Huề. Thấy cái kèo 1/4 là thấy huề phải không? Nhưng mà huề là hoàn toàn đúng, là tại vì đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù họ thi đấu rất hay, cầm bóng rất nhiều. Nhưng mà nói về phòng ngự, nghệ thuật phòng ngự thì là Italy là vẫn là số 1. Ngày phải nói là nếu quý vị mà theo dõi, đúng ra nếu mà trận đầu tiên mà Tây Ban Nha là gần như là không có thủ luôn. Thủ cái gì? Dạ, Rodri là chạy đi chạy về, mà nhiều lúc Rodri chạy đi không thấy chạy về luôn. Dạ, lâu lâu cái hở trường. Đúng ra Croatia là ít nhất phải có gia banh đó chứ, mà đá không vô thôi, cũng xui cho Croatia. Dạ, chứ cái trận đó là em thấy là ba tiền vệ của, nếu quý vị xem theo dõi, mà cái cự ly giữa tiền vệ và hậu vệ của Tây Ban Nha là nó chống quơ chống quát luôn, tại vì họ toàn là công không, là không trong luôn. Trong những năm gần đây thì là bóng đá Tây Ban Nha là như vậy, bất cứ đá một đội với lại một đội bóng nào, một trận đấu nào là cái tỷ lệ cầm bóng của Tây Ban Nha lúc nào cũng cao hơn. Nhưng mà cầm bóng rồi thì lại là Croatia cầm bóng nhiều hơn luôn. Yeah. Tại vì lạ có một cái là có những lúc mà các cầu thủ coi như là quá quen mặt. Đôi khi nói thiệt về quốc gia, đội bóng quốc gia thì mặc vào sắc áo, chỉ có những cái lúc nào mà vô lỡ trái banh thì người kia nó cọc cằn lên. Nhưng mà đôi khi biết sao, có những người thân quá rồi mình biết là cọc trong trận banh vậy thôi, hay là giận hờn nhau, chẳng hạn như là Ronaldo, là Rooney ngày xưa, rồi xong rồi cũng về câu lạc bộ cũng huề lại thôi, tại anh em sống với nhau mà. Thì họ thi đấu ở câu lạc bộ là coi như là suốt một năm mà họ thi đấu chinh chiến với nhau, là gần như là gần cả ở với nhau cũng gần 9-10 tháng, ngồi những cái sau cái mùa hè thì họ đi tour thôi, có một số thì được nghỉ sớm, nhưng mà ở đội tuyển quốc gia thì có những trận banh mà không thể làm những người bạn mình tổn thương. Thì có thể biết đâu được đội tuyển Tây Ban Nha là cái đội banh mà luôn cầm bóng nhiều, và làm mọi người cứ đặt câu hỏi là anh cầm bóng nhiều mà anh có ghi bàn hay không, cái đó mới là vấn đề. Cầm bóng nhiều mà anh để đối phương, anh ép đối phương mà đá trên sân, đối phương riết không có khoảng trống nào, hay là anh không có những người mà sút xa hay lật biên vào bậc cao đội đầu. Ngày nay thì là dàn tứ vệ của các đội bóng, thì khi mà thoát xuống biên thì họ cứ dăng ngang trước bảo vệ cầu môn, họ đội bóng ra, họ chấp nhận chịu những quả phạt góc nhưng rất khó ăn. Thì đội tuyển
Tây Ban Nha và đội tuyển Italy thì ngày mai gặp nhau ở cái lượt bảng vòng loại thì hơi quá sớm. Nhưng nếu mà họ ở lượt trận mà playoff thì mình coi nó đã hơn phải không? Nếu nói về cơ hội mà có ban mà đã vô thì em thấy là ở đây là anh Thế là nhiều nhất. nó chơi thôi chứ cũng như anh Thế nhắc lại đấy, Thế nói về Rooney and Ronaldo đá đội tuyển khác và đội club đó khác thì cũng giống như Eric với anh Thế thôi, nhiều khi hai người đá khác đội với nhau hết. Trong sân anh Thế xuống là mi chặt, đại khái là như vậy, mà thả ra anh Thế đá vô thì sao, nhưng mà xong game thì anh em mình vẫn là anh sau em. sau này thì Thế với Hiệp mới đá chung chứ hồi trước thì Thế với Hiệp đá hai đội khác nhau thì Hiệp là đá chung vệ mà Thế là đá trung phong. Thì cứ có banh thì đá, nhưng mà mình đá trung phong mình chắc là phải chịu đau. Mình đá thì mình quay mặt với bóng, trung phong mà quay mặt với bóng, còn trung vệ thì họ vào sau ập sát mình thì họ phải làm sao họ triệt hạ mình thôi. Nhưng mà nói chung trong bóng đá nó là như vậy, nó là contact sport mà phải đá. Eric nói là chuyện gì xảy ra trên sân á thì để trên sân. Đúng rồi. Xong là anh em vẫn là anh em. Đúng, cái đó tài hoè cái đúng, mình phải có một chút xíu sportsmanship chứ, mà đá mà trong sân mà ra ngoài sân còn giận nhau nữa thì Eric có rất nhiều kẻ thù. Nói thẳng là nó như vậy. Cũng thuộc dạng mấy chém á. Chung vậy, nhưng mà mình đá xong mình cũng đá trên sân mà làm gì làm. Nói chung là ngày nay đỡ đó, ngày nay giờ nó trọng tài mà thấy cái cầu thủ đó mà có hơi ác ý chút xíu là họ quanh đây nên là họ có thể họ suspend liền. Chứ ngày nay họ bảo vệ cầu thủ cũng rất nhiều, trọng tài, ngay cả trọng tài cũng vậy. Nên trận đấu ngày mai chắc có lẽ là Eric Hiệp cũng thấy rằng một bên là đội tuyển Ý họ thi đấu rất hay mà lúc nào mà đội tuyển Ý mà họ không được đánh giá cao lắm như là những thành tích của đội tuyển Ý lúc trước đó, thì họ thi đấu rất hay. Mặc dù mọi người cứ nghĩ rằng nó chứ hay thì tại sao mà hai năm gần đây không vô được World Cup, mặc dù là đã vô được Euro, nhưng mà mỗi giải đấu nó có mỗi tính chất nó khác nhau. Ở vòng loại thì là ở bảng khu vực của châu Âu mà đá cũng là gai góc, đâu phải chơi lắm. Huy ok, Huy có vài lời cho đội tuyển Ý và đội tuyển Spain cho ngày mai để dự đoán của Huy thì dự đoán như thế Huy là sao để mình đợi anh em mình out tỷ số hòa với cái kết quả của trận Croatia thì cả hai đội không có cái lý do gì phải bung sức cho cái trận đấu này hết, tại vì cơ hội rồi nhất nhì của họ là quá cao. Thì họ có thể là họ chờ vào lượt đấu chót để có thể là vào nhất bảng nhì bảng gì để họ vào cái nhánh nào, họ vào cái nhánh nào, họ gặp ai, họ phải tính là họ phải đá làm sao để họ có được một cái vị trí mà họ rơi vào cái nhánh nào để đường đi vào trong nó dễ thở hơn, thì cái đó thì do họ tính thôi. Nhưng mà cửa vào trong thì đã có rồi, tội gì mà phải bung sức ra đá làm cái gì mà để vừa thiệt quân mà vừa phải có những cầu thủ phải dính phải thể bàn chẳng hạn. Nhưng mà có những cái đội banh mình nói như vậy, nhưng mà có những đội banh không đội trời chung, không cần biết trận đấu đó là đã vào là đã cái gì gọi là nhau, đã chết bỏ đó. Gặp nhau những cái đội banh không đội trời chung là trong bóng đá là có. Những đội banh mà gặp nhau mà kỳ rơ, đội đang hay mà cứ gặp cái đội đó cứ thua hoài kỳ rơ là có. Trong bóng đá nó là như vậy, nó là từ xưa mà cha ông mình đã tới bây giờ nó là như vậy. Cái đó là cái dớp, người ta nói cái từ cái dớp là có. Nên ngày mai thì một trận hòa để bảo toàn lực lượng và có những cái toan tính chiến lược, đó là một trận đấu mà coi như một trận hòa là dĩ nhiên, đó là một trận đấu nó hoàn toàn thích hợp với lại hai đội bóng anh Huy. Dù sao thì vẫn nhắc lại quý vị, đây là những cái ý kiến nhận định của riêng chương trình thôi, cũng không phải là chuyên gia, cho nên là quý vị cứ theo dõi và lấy cái thông tin thông tin là chính, còn quyết định mình biết là ở vị khán giả. Mình biết là ekip làm việc thì chỉ làm chương trình để cho vui trong cái không khí của Euro,
thì chắc có lẽ là những cái giải khác thì anh em chúng tôi sẽ dành thời gian để làm, chứ lỡ nhận tiền của Cinema Studio rồi lỡ nhận tiền đã của Cinema Studio bao tụi em quanh năm thì tụi em phải làm. Nói chung là từ sau này thì có khái niệm là chỗ nào làm có tiền là em làm. Đúng, 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 đúng. Chỗ nào làm có tiền. Ok, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình trong ngày hôm nay, đã chịu khó nghe chúng em xàm. Nó cũng nhắc lại là đây là những ý kiến riêng của tụi em thôi, còn ngày mai ai muốn quýnh ai quýnh. Mình thắng thì mình vui, mà thua thì đừng có buồn, tại vì có chơi là có chơi là có chịu. Ok, so, thua không phải thua chịu đâu, thua chung, thua chung, thua chung, nhưng mà thua chung nhưng mà thua chịu, chứ là thua chịu là không vui, thua chung là dân chơi chạy cũng nhiều nhiều lắm. Ok, anh Đế và Huy có một lời trời chúc cho các bạn để mình out. Mời Huy chào khán giả trước. Một lần nữa là xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, dành chút xíu thời gian của mình trong ngày để mà đến với chương trình, đồng hành cùng với Euro. Sau những cái trận banh thì có thêm một cái chương trình chia sẻ thông tin và nhận xét, đưa những cái ý kiến để quý vị theo dõi, thì hy vọng là cũng làm cho quý vị có một cái thời gian thoải mái, thư giãn. Chúc quý vị may mắn cho những ngày thi đấu tiếp theo. Dạ, Mai Thị Thế trước khi khép lại chương trình thì Mai Thị Thế cũng xin cảm ơn quý vị đã yêu mến Cinema Studio trong nhiều năm qua. Thì anh em chúng tôi cũng không ngoài mục đích đem tới quý vị có cái nhìn nó vui, nó khác cho một cái giải Euro đầy sôi nổi. Thì một lần nữa cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor đã tài trợ cho chương trình. Và quý vị, nếu quý vị có xem ở nhà lúc 6 giờ hay là muốn đi ra ngoài coi, thì là Mai Thị Thế có thấy được một chỗ mà xem rất là lý tưởng, đó là đến Brockhurst là Haza ngay cái khu phở 86 đó, ăn một tô phở nóng, coi tivi xong kế bên có cà phê, trời ơi tuyệt vời. Tại 6 giờ ít cái chỗ mới mở cửa, mà có những cái chỗ mở cửa mà lúc trước mình thích bây giờ mình không thích nữa, tại vì nó có những cái thay đổi, hay là có nhiều người không chịu khói thuốc được, mình lúc sáng dậy rồi phải hít khói thuốc rồi vô thì không thích. Nhưng mà ngay chỗ đó thì là Mai Thị Thế rất là thích. Quý vị cứ đến đó thì xem, rồi 9 giờ quý vị cũng có nhiều cái lựa chọn, đến với Giao Sài Gòn Cà Phê của Hoài, hay đến với lại nhà hàng Em Restaurant mà của nghệ sĩ Tuấn Châu sắp sửa mở ra, hay là có nhiều chỗ quý vị đến để thưởng thức, tùy quý vị. Nhưng quý vị lúc nào cũng luôn giữ cho mình một sức khỏe, và đôi khi vui quá đừng có đang ngồi xem mà phải các cô chú mà phải bật dậy hay là cái gì, từ từ, cứ từ từ đập bàn nữa, đập bàn nữa chứ. Dạ, cứ quý vị luôn giữ cho mình sức khỏe, thì anh em chúng tôi cũng chúc quý vị luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, và cùng đồng hành với lại lét kế kịch của Cinema Studio. Và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.